Ok, chào bạn. Chúng ta sẽ đến với ván Blitz 5 phút. Đối thủ anh. Nhập đi. Xịt luôn. Vâng, đầy đủ của anh là hơn 2.100. CTC là cũng xấp xỉ 2.050. Khá căng. Lên tượng, lên ma đi, nhập thành. Chút quân hậu ở đây à? Rồi đen đang nhăm nhe vào đây để xem nào. Mình cũng chưa có nhiều ý tưởng tấn công trong món đấu này. Đi gì tốt, lao mã lên. Vào xe cái này. Đây mình vào xe để lao tượng lên. Như vậy là đen cũng lao tượng lên. Bây giờ mình làm gì đây? Cũng lao hậu lên cho nguy hiểm đi. Lao mã lên. Chắc muốn dã vào tượng này mà. Chạy thôi. Đẩy hai nước. Xịt luôn. Xen lên. Rồi, chưa biết đen định làm gì. Tiếp vào đây thì sao? Đẩy tốt lên. Xịt nốt. Vâng. Đây mình ra xe để đuổi tượng và phát triển xe thôi, cũng chưa làm gì. Nhưng mà đây thì đen có vẻ đang tính rất sâu. Anh che giấu ý đồ gì đây? Có lẽ là lại rút về vị trí D7 vì nếu không thì sẽ mất xe. Về D7 sau đó sao? CTC sẽ làm gì? Có lẽ mình sẽ lao mã lên vị trí E4. Đuổi tượng.
Vâng, đèn vẫn chưa đi xong, chưa nghĩ xong. Đẩy tốt lên. Đúng là ngoài dự tính của CTC. Cũng chưa biết anh định làm gì. Mình dập vào thì hậu sẽ dập sang. Dập vào hậu dập sang. Rồi, đã thế mình sẽ chồng xe. Hai bên không còn nhiều thời gian nữa, mình chỉ còn 1 phút rưỡi. Đen thì cũng tầm tầm đấy. Giờ bắt buộc phải cho phải chạy. Chạy xong mình sẽ thịt con tốt này thôi. Rồi. Thì thôi. Vào hậu đấy. Không chiếu bắt hậu được. Đẹp rồi. Mình đã hơn 1 mã. Xịt nút. Rồi, đổi hậu đi. Cũng vẫn là đuổi hậu thôi. Đuổi nút xe. Lên tượng. Về đấy á. Vâng, hai bên đã bắt đầu đua tốc độ. Nước lên vua cầu Âu. Hai mươi lăm giây. Dập. Làm sao phong hậu được em? Không có bất ngờ nào xảy ra. Cao thủ anh đã bị CTC thịt thắng mã. Vâng, anh em mất mốc 2100.